Chiều 14 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Dị An thuộc tỉnh Bình Dương đã có quyết định nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội kể từ ngày 15 tháng 9. Ngoài thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên, thì thành phố Dị An là một trong ba địa phương vùng đỏ COVID-19 ở Bình Dương. Theo dự kiến, ngày 15 tháng 9, thành phố Dị An chỉ còn 4 trên 11 phường vùng đỏ gồm phường Dị An, phường An Bình, phường Tân Đông Hiệp và phường Đông Hòa. Kể từ ngày 15 tháng 9, Dị An nới lỏng giãn cách theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cho phép người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 đủ 14 ngày và F0 đã được điều trị khỏi bệnh, xuất viện không quá 6 tháng kể từ khi xuất viện, được lưu thông trên địa bàn vùng xanh của thành phố. Đồng thời, Dị An điều chỉnh thu hẹp khung giờ hạn chế lưu thông từ 18 giờ đến 6 giờ sáng thành 20 giờ đến 5 giờ sáng. Đối với các hoạt động kinh doanh, Ủy ban Nhân dân thành phố Dị An cho phép khôi phục lại một số hoạt động của siêu thị, chợ truyền thống đã bị đóng cửa trước đó. Các quán ăn cũng được phép bán mang đi với điều kiện phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, phải đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng địa phương. Đối với các phường vùng đỏ, Ủy ban Nhân dân thành phố Dị An cũng cho phép kinh doanh trực tuyến đối với các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh như các công trình giao thông, xây dựng, vận chuyển hàng hóa, bưu chính, ngân hàng trong vùng đỏ được hoạt động trở lại nhưng không quá 30% công suất. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa, lương thực, thiện nguyện, cứu trợ cũng được hoạt động trên địa bàn nhưng phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân thành phố Dị An cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành văn bản về khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, dự kiến sau ngày 15 tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký hoạt động theo mô hình ba xanh, gồm nhà máy xanh, nhà trọ xanh và công nhân xanh, và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay số ca xuất viện cao hơn số ca F0 được phát hiện mới trong ngày, nên cơ bản sau ngày 15 tháng 9, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát. Tính đến ngày 14 tháng 9, Bình Dương có 6 trên 9 huyện thị, thành phố công bố là vùng xanh gồm thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bầu Bàng, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng và huyện Bắc Tân Uyên. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.